Cái đấy nhẹ thì vác khắc đưa lên được vác hai người. Nó hơi dẻo phải không? Đủ mà nó chạy ác không? Chạy áo nè. Cái vải kia nhỉ? Lên vô vô nó đi. Không phải, có cái ấy. À, cái nhựa chưa. Cái gốc cây phải không? Hết rồi nhỉ? Ôi ô, cháy dùng cái con mẹ xuống nhiều không vô. Cái này cháy ấy, cháy mạnh quá. Rồi cháy từ từ mình hơ hơ ấy. Ờ. Cái vải này mẹ hơ nó lại nhét người ta. Ôi cái này. Nó cháy. Cái này ôm cú hết vô. Tỏ vô. Mẹ cái cây này. Nhưng cái mang đi về chứng ấy. Thế này. Cái nhựa lại còn giỏ xuống bà. Ôi, cái này mà lấy được mẹ được một đĩa con già này, thể già này. Ừ. Tu được một bát con. Mẹ cái lớp ở cuối đó mấy ba mẹ nó. Ờ. Thôi thấy hết mày kìa. Nào. Hả? Tập tay ven mặt đi. Mặt đây là. Thấy hết là mặt không? Dứa thấy trắng trắng rồi. Trên này. Cả dây lên được không ạ? Mẹ nó đeo ôm được. Mẹ cắn ngô. Mẹ căng nhờ. Chọc xuống được không? Mẹ đã treo như kiểu khí được. Mẹ ôm mà. Ôm nhưng mà cái này ôm nó được. Đó, mẹ. Cào với nạp đây à? Lên cái điện mặt, cái điện mặt cắn rồi. Đù má cái đống nhựa này. Mình có phay. Lấy cái bao về vớt đi. Mày nó đeo mày thế nào không? Mày cứ lăng đi, mày cứ lăng.
Mây mạc. Cái tổ này kiểu như là nó ở đâu người ta lấy rồi nó về làm lại hay sao ấy. Sắp được rồi. Khai bừng cái đây mở cái miệng bao ra hứng một cái là chưa được một phát nữa. Đã lên lên hẳn, nó còn có chỗ nghỉ, còn không mệt. Mệt đấy. Ăn tổ này không phải dễ. Mấy chục triệu mình cũng không biết xem không à. Chứ đá giống nhau đấy. Cái này mai hai cái tay. Mày nó cháy bên nào ấy nhỉ? Đây đây. Cháy không sợ đâu, kệ nó. Xuống cái bao. Thủng cái bao thôi. Thủng cái bao sẽ nó dê đó. Đây này, lấy bừng lên này à. Kẻ lắp nữa. 1, 2, 3, 4. Thịt anh về tính à. Lắp, lắp đấy. Anh thì hà lắp à. Tay đơ hết rồi. Mẹ cái miệng túi bé. Thế mà còn bé đấy mẹ. Hả? Thế cái nhìn thấy cái tổ bé lắm nè. Đấy. Hãy đeo đến. Mà trên cao à, mình nhìn bé nhưng mà không phải đấy. Đang táo lên. Cũng vừa vừa thôi. Đấy tôi lúc đấy cái lát phải bằng cái bắt to ha. Bắt to ấy. Bên này một tí nữa là được ạ. Được một cân. Hả? Được một cân không? Ô nha, bây giờ là cái cây kia phải treo xuống không? Mẹ nó giống mày nhỉ. Mẹ riêng cái này anh phải mất đi 3 lạng luôn. Con gì à? Ừ. Con thấy chim. Cái loại to bố.